Hello everyone, welcome back to my channel Stars Game đã không? Và các bạn cùng mình khám phá từ ngày đầu tiên nha. Trốn quét Horror War. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game thứ hai. Thank you.
cảm ơn chuẩn bị lên trên tàu. Xuống bên đây nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Brandy. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, Brandy and Lisa Majin. Let's go. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see.
This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Okay, và bây giờ thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả sản phẩm luôn. Who put this here? Who put this here? Oh my god. Joey, what were you doing? I knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Rồi sau đó thì mình sẽ đi vào trong này. Wow. Thank you.
gun handy. Rồi, tiếp tục nào. How of Slender đi nào. Thank you.
sao con mới mổ giấy nữa thôi. Mình sẽ mở cánh cửa đang bị khóa này. Sẽ thoát khỏi nơi đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. The Chain of Slenderilla. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng. Ở đây thì mình sẽ tìm trên tầng trước, sau đó thì mới tìm ở dưới sau. Let's go. Mở nữa thôi. Sau đó thì các bạn sẽ mở được chiếc cắt két sắt ở trong căn phòng mà lúc đầu các bạn đi ra. Và sau đó thì sẽ có một cuốn sách và cuối cùng thì sẽ thoát khỏi nơi này. Ở đây thì phải đi tìm một mẩu nữa trong rất nhiều những căn phòng như thế. Thank you.
chị ơi. Chị nói thì mình sẽ lên trên đây. Lại vào rồi này. Vào rồi. Các bạn đi xung quanh và tìm nốt mỏ còn lại. Sau đó thì sẽ về vị trí ban đầu và lấy một cuốn sách ở trong chiếc cassette đó. Cuối cùng thì các bạn sẽ tẩu thoát được khỏi nơi này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Roblox. Let's go. We got it. Wow, shut the S. Rồi cánh cửa đã mở ra. We got it, yo. Làm big guy này chán không muốn nè mình nữa rồi. Big guy thắng bởi vì chưa mở được cánh cửa kia.
Oh my gosh, game over. Wow. So okay, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderina, The School. Rồi sau đó thì mình sẽ đi lên trên tầng 2. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái bài thơ. Và bạn đi chọn từ trước. I just wanna go home, I don't wanna be out.
OK. Chuẩn thôi. Oh my god, wow. Mình lại không quên không nhảy đường kia, lại nhảy đúng đường cũ, đâm ra bị ông ta bắt mất. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Oh my god. Chạy trước mà vẫn không thể nào mà thoát kịp được. Ok, và đây là tựa game tiếp theo, Mr. Hope. Double time, single time. Mắt gì quá kìa.
Rồi, đi thẳng tiếp vào trong này xem như thế nào. Go back to work. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Glan, ni hao. Trên 8 rồi, chỉ còn 1 người thôi. Ở đây thời hạn là 5 phút và các bạn sẽ phải tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Thoát khỏi bằng cái này đi. Đi tìm món đồ nào. Và tăng kia thôi, chạy thôi. Thoát được.
cô bé kia gần cứu được mình rồi. Ồ, cô ta bị bắt. Quả này dễ thua rồi. Bà Granny thắng. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.